không phải là chắc ăn hơn, nhưng mà tại vì thấy nó ngon hơn đường nhà. À. Đường nhà mình dạng như bỏ công làm lời chứ đường nhà đâu có lời nhiều. Giờ tại bác đường nào giờ quen thì Cây số nó 1. mốt quen thì nó vô nó lấy hoài, phải làm thôi chứ mình bán giá cao lên người ta nghĩ người ta bán không sợ ta bán được đó. Yeah. Mua về bán lại mà không biết có biết cái đường mình đường đường